Chào các con, cô Hoàng Vân rất vui mừng chào đón các con đến với bài học trang số 34. Hôm nay cô Vân sẽ hướng dẫn cho các con bài Row Row. Ở phần nốt nhạc thì chúng ta không có nốt nhạc mới. Các ký hiệu thì cũng là các ký hiệu mà chúng ta đã được học ở phía trước rồi. Bây giờ chúng ta cùng đọc nốt nhạc nhé. 1, 2, 3, 1, 2, 3, son, 2, 3, son, 2, 3, son, 2, la si hai ba si hai la si hai do re hai ba một hai ba son 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 re 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 si 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 son hai ba re hai do si hai la son hai ba một hai. Vậy đây là hoàn toàn phần nốt nhạc của bài Row Row. Bây giờ thì cô sẽ hướng dẫn cho các con chơi trên đàn. Các con cùng quan sát cô nhé. Đối với bài Row Row trang 34 thì chúng ta sẽ xuất phát với tay trái đầu tiên, vị trí nốt son. Thế thì để chơi được nốt son, các con sẽ đặt tay ở vị trí đô trung tâm, rồi chúng ta lùi về đô si la son. Còn tay phải thì chúng ta chuẩn bị với nốt re đầu tiên trong bài và ngón tay số 2. Bây giờ thì cô sẽ lấy nhịp đều và cô chơi bản nhạc này nhé. Nhịp 3-4 thì các con đếm là 1, 2, 3, 1, 2, 3. Sau đó các con chơi nhé. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Son, 2, 3, son, 2, 3. Son hai la si hai ba si hai la si hai đô re hai ba một hai ba son 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 re 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 si 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 son hai ba re hai đô si hai la son. Phần nốt nhạc của khóa pha và khóa son bài Row Row. Bây giờ thì cô sẽ làm mẫu với lại nhạc ở tốc độ chậm và tốc độ nhanh. Các con cùng lắng nghe và quan sát bản nhạc nhé. 2, 3, 1, 2, 3. Quay lại. Xong cho các con bài Row Row trang số 34. Ở bài học này chúng ta thực hành với các vị trí cũ mà chúng ta đã được học ở bài học trước rồi. Và chúng ta cũng lưu ý về dấu lặng thì các con thả tay ra, nâng thả lỏng nhé. Còn về tư thế chơi đàn cũng như là phong ngón tay thì cô đã dặn ở rất nhiều bài học trước rồi. Các con cố gắng thực hành ở các bài tiếp theo. Và chúng ta sẽ luôn luôn thực hành như vậy đối với trình độ học piano cơ bản đấy. Cô chúc các con luyện tập bài học này thành công nhé. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các con ở bài học tiếp theo.